Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Malaysia cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về trường FTMS College Malaysia, được thành lập vào năm 1989, là cơ sở đầu tiên của FTMS nằm ngoài lãnh thổ Singapore. Malaysia cho thấy đây là quốc gia đang thu hút được rất nhiều các trường, trung tâm giáo dục nổi tiếng trong khu vực, qua đó thì góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho Malaysia. Và FTMS Malaysia thì cung cấp đầy đủ các bậc học, bao gồm khóa học tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng, đại học, sau đại học và đào tạo các chứng chỉ chuyên nghiệp về kế toán tài chính. Về các khóa học tiếng Anh của trường, nếu bạn cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình chưa được tốt thì bạn không quá phải lo lắng về điều này. Các khóa học tiếng Anh tại FTMS thì được thiết kế nhằm phù hợp với nhu cầu của người học. Các khóa học thì gồm có tiếng Anh chuyên sâu, luyện thi TOEFL, IELTS, tiếng Anh thương mại. Về chương trình kế toán chuyên nghiệp thì chương trình kế toán chuyên nghiệp có thể coi là một tấm vé vô cùng giá trị, giúp cho bạn có được chỗ đứng vững chắc trong ngành nghề liên quan đến kế toán tài chính. FTMS thì có mối quan hệ rất tốt với hai tổ chức kế toán nổi tiếng của thế giới, đó là ACCA và CIMA. Và hiện tại thì khóa học dự bị đại học tại FTMS Malaysia chỉ có ngành duy nhất, đó là công nghệ thông tin trong kinh doanh. Khóa học được thiết kế cho nhiều bạn trẻ, cung cấp các kiến thức cơ bản nhất trước khi bước vào giáo dục đại học chính quy. Và thời gian hoàn thành khóa học được ước tính là trong khoảng 10 tháng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp thì có thể chuyển tiếp lên chương trình đại học. Và đối với chương trình cao đẳng của trường thì khi mà sinh viên theo học chương trình này thì sẽ được trang bị những kiến thức về chuyên ngành mà mình theo học, mà còn có các kỹ năng về thực hành máy tính giúp thích ứng với bản chất công việc sau này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Với các chuyên ngành gồm có kế toán tài chính, quản trị kinh doanh, quản trị marketing, khoa học máy tính, hệ thống thông tin, công nghệ game, quản lý khách sạn. Còn về chương trình đại học thì FTMS đã và đang không ngừng phấn đấu phát triển chương trình giảng dạy đại học của mình, trở thành trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới, tập thể nhân viên tận tình, nhiều kinh nghiệm, luôn khuyến khích và hỗ trợ khi sinh viên cần, tạo nên một môi trường học năng động và triển vọng là mục tiêu của FTMS không ngừng phấn đấu. Và các chuyên ngành học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh tế thì gồm có kỹ thuật phần mềm, công nghệ game, hệ thống thông tin kinh doanh, kế toán tài chính, quản lý quốc tế, marketing, quản lý nguồn nhân lực, quản lý kinh doanh. Về điều kiện nhập học thì học viên phải có chứng chỉ A-level hoặc là O-level, học sinh có thể chuyển tiếp từ chương trình dự bị hoặc là cao đẳng lên chương trình đại học. Và đối với chương trình sau đại học tại trường thì trường hiện cung cấp 3 chuyên ngành đào tạo sau đại học, gồm có thạc sĩ hệ thống kinh doanh, hệ thống máy tính và kỹ thuật, công nghệ thông tin. Trong tương lai thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều ngành khác để mở rộng đáp ứng nhu cầu của chương trình học của học viên. Và thông tin chi tiết hơn về trường thì các bạn có thể tìm hiểu tại website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Malaysia, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty tại địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và lưu ý một điều là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội.